Sau 3 hôm dùng cái đèn này, mình đã phát hiện ra thêm một cái điều thú vị. Cái đèn này có 6 tấm pin, tương ứng với 6 chế độ. Ở đây nó có 3 cái đèn. Mình bật thử lên nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 3 chế độ sáng. Mới đầu thì mình chả biết nó để làm gì, bởi vì mình cứ bật cả 3 đèn lên ấy. Khi mà mình dùng tấm phim về mô hình đại dương hay là các mô hình khác như là chúc mừng sinh nhật, trông nó đều lỗi bậy hết cả. Hôm nay mình phát hiện ra là cái chế độ nhấp nháy hoặc là chế độ 3 màu ấy, mình cho chỉ một tấm phim, đó là tấm phim về pháo hoa, để mình show cho các bạn xem nhé. Đây là chế độ khi mình bật 3 đèn và dùng tấm phim về đại dương. Sau đó mình sẽ bật 3 đèn và chế độ nhấp nháy dành cho tấm phim pháo hoa. Cái đèn này thật sự là rất là thú vị đấy. Nhất là anh chị em nào có gia đình rồi và lại có trẻ em trong nhà.